mạng quay lại chút giận người khơi mào tẩy chay. Những dư âm sau vụ lùm xùm liên quan tới Evisual vẫn chưa chấm dứt, và cư dân mạng vẫn tiếp tục tìm kiếm nơi để chút sự phẫn nộ của mình. Có điều lần này mục tiêu không còn là Evisual, mà chính là thầy giáo Vũ Khắc Ngọc, người được cho là đã khởi xướng lên phong trào tẩy chay Evisual ít ngày trước. Cụ thể sau khi chia sẻ đã có sự ngộ nhận, và công khai xin lỗi Evisual, ứng dụng đo chất lượng không khí từng xếp Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vào nhóm những thành phố có mức ô nhiễm cao nhất thế giới thầy giáo vũ khắc ngọc nhanh chóng nhận được sự cảm thông từ cộng đồng mạng nhưng bên cạnh đó cũng là những ý kiến trái chiều cho rằng thầy giáo này thay đổi quan điểm quá nhanh khiến họ bất bình và thậm chí tức giận một số người khi đó đã quay sang chỉ trích thầy giáo vũ khắc ngọc kêu gọi nhà trường đuổi việc thầy giáo do có những phát ngôn định hướng sai lệch dư luận thậm chí có người còn đòi bỏ tù thầy giáo này để đòi lại công bằng cho vi rùa